Và đây là thời điểm mà nhiều bạn có thể nghĩ là thảm họa, nhiều bạn có thể nghĩ là đây là cơ hội. Và đương nhiên để tích lũy trung bình giá thì các bạn cần phải có một cái nguồn thu nhập. Cho nên cũng có nhiều bạn nói là cũng muốn tích lũy trung bình giá nhưng mà bây giờ đã, đã không còn cái nguồn để tiếp tục tích lũy trung bình giá nữa. Thì đây cũng là một kinh nghiệm các bạn, đây là một kinh nghiệm các bạn có thể rút uh, cho bản thân của mình. Tại vì để có thể tiếp tục uh, tích lũy trung bình giá thì các bạn lúc nào cũng phải phân bổ vốn có sẵn một cái phần tiền mặt và nếu các bạn muốn có một phần tiền mặt đó thì các bạn cần phải học cách chúc lời đó là những gì mà thuận hy vọng có thể tiếp tục chia sẻ với các bạn trong những cái đợt tăng trưởng kế tiếp này và cũng giống như những bạn nào muốn theo cái chiến lược trung bình giá đó nó không phải là phù hợp với tất cả các bạn để có thể theo được chiến lược này đó thì các bạn cần phải có một nguồn thu nhập ổn định có nghĩa là các bạn cần phải có thu nhập ngoại trừ là những gì các bạn có được ở trong thị crypto này các bạn cần phải có thu nhập đến từ công ty hay là các bạn làm một công việc gì khác để có thu nhập để có thể đảm bảo cái nguồn DCA và nếu như mà chúng ta nhìn vào năm 2022 là một năm mà rất là tệ cho chứng khoán nhưng mà cái người này ở trên Twitter nói là nếu như mà các bạn trung bình giá vào chỉ số Dow Jones cho bạn chỉ số Dow Jones là một trong ba chỉ số lớn mà chúng ta thường hay xem đó chỉ số Dow Jones nếu các bạn trung bình giá từ đỉnh luôn Có nghĩa là khi các bạn nhìn vào chỉ số Dow Jones này Thì đỉnh của chỉ số Dow Jones có vào ngày 13 tháng 1 năm 2022 ở Mức là 36.513 điểm Nếu một ai nào đó vào thị trường này bắt đầu mua trung bình giá ngay đỉnh luôn Thì cho tới thời điểm này đã dựa theo cái thuyết thì vẫn có lời là 3.67% Thì khi thuận đọc cái thứ này ra tôi cũng muốn kiểm chứng lại có thật như vậy hay không Nếu như mà trung bình giá mỗi một tháng vào chỉ số Dow Jones thì bây giờ vẫn có lời mặc dù chúng ta đã có một năm 2022 rất là tệ cho chứng khoán thuần đã tìm được một cái trang web có tên là buyupside.com trang web này đã cho các bạn có thể để vào cổ phiếu hay là để vào bất cứ một cái chỉ số nào các bạn muốn theo dõi rồi các bạn để vào trung bình giá bao nhiêu và kết quả trung bình giá tới thì bây giờ là sẽ là bao nhiêu mỗi một tháng các bạn đầu tư cùng một số tiền thì kết quả sẽ ra sao thì đương nhiên những cái chỉ số chúng ta nghe nói tới đó là chỉ số ở trong thị chứng khoán khi các bạn đầu tư thì các bạn sẽ đầu tư vào những cái quỹ mà nó theo chỉ số đó giống như chúng ta ta nói tới là Dow Jones đi thì, thì Dow Jones chúng ta có những cái quỹ ETF lớn theo chỉ số Dow Jones giống như là chúng ta nói nổi tiếng là DIA là Spider Dow Jones thì nếu như mà các bạn mua chỉ số DAA này là chỉ số theo dõi cái con số của Dow Jones thì các bạn sẽ thấy là cái ticker symbol là DIA và các bạn đầu tư 100 đô mỗi một tháng à, các bạn bắt đầu là từ thời điểm đỉnh của à, chỉ số này là vào tháng 1 năm 2022 và đầu tư dài cho đến thời điểm bây giờ là tháng 1 năm 2023 thì kết quả ra sao? kết quả các bạn trung bình giá trong thời gian một năm đó thì các bạn thấy được là tổng số tiền các bạn bỏ vào là 1.300 đô và các bạn hiện bây giờ là có số tiền đáng giá là 1.356 đô đây cũng là một dẫn chứng cho thấy được là cái thuyết này đó cũng đúng đó các bạn có nghĩa là nếu như các bạn đầu tư trung bình giá một năm tệ như vậy cho chỉ số Dow Jones thì hiện bây giờ nói riêng về chỉ số Dow Jones thì bạn vẫn có lời một ít chứ không phải là lỗ. Đó là cái sự kỳ diệu của trung bình giá khi mà các bạn trung bình giá đúng tài sản. Và Thuận cũng muốn làm điều tương tự à, cho những chỉ số còn lại. Đương nhiên đây là chỉ số Dow Jones thôi. Và Thuận cũng muốn tính toán những cái chỉ số còn lại. Chúng ta có chỉ số S&P 500 à, và Thuận tính à, thông qua cái ETF của Vanguard là VOO. Và đương nhiên cũng tương tự 100 đô mỗi tháng. Thì nếu như các bạn mua ngay đỉnh là tháng 1 của năm ngoái tới bây giờ thì bây giờ đó các bạn tuy là vẫn lỗ các bạn, các bạn bỏ vào 1.300 đô bây giờ còn 1.282 nhưng mà đương nhiên cái phần lỗ này, cái phần âm này đó không có đáng kể. Nếu như các bạn mua đầu năm giữa tới bây giờ thì các bạn đã âm nhiều hơn rồi. Và cũng tương tự, Thuận muốn nhìn xem là cái chỉ số Nasdaq thì như thế nào? Khi chúng ta trung bình giá ngay đỉnh chỉ số Nasdaq, chúng ta sẽ dùng cái ticker là ONEQ thì cũng tương tự 100 đô mỗi tháng thì tới bây giờ ra sao thì các bạn vẫn âm nhưng mà các bạn nên nhớ là chỉ số Nasdaq đã kết thúc thường nhớ năm ngoái là âm tới khoảng chừng là hơn 35 phần trăm nhưng mà khi các bạn trung bình giá cả năm như vậy đó thì tổng số tiền các bạn đầu tư 1.300 đương nhiên các bạn vẫn đang âm nhưng mà mức là 1.202 thì cũng không phải là âm đáng kể lắm so với lại nếu các bạn mua đầu năm mà giữ tới bây giờ đây là một số ví dụ cho các bạn thấy được chung mình giá sẽ ra sao Và nhiều bạn cũng đã theo dõi cái chương mục demo Kogetgo Thuận và các bạn đã cùng nhau tạo cái chương mục này để mà chung mình giá từ cuối tháng 4 của năm ngoái tới bây giờ Và mỗi một tuần đó thì chúng ta mua 100 đô Ethereum và 100 đô BTC Thì tới bây giờ ra sao? Cho tới bây giờ các bạn thấy được là tổng cái số tiền ở trong cái account demo này là 7192 vẫn âm các bạn chúng ta âm là 12.14% Nhưng mà các bạn nên nhớ là từ tháng 4 năm ngoái tới bây giờ Thì giá của BTC và ETH đã xuống như thế nào rồi Nếu như mà chúng ta nhìn vào cái lần đầu tiên mà chúng ta trung bình giá à, BTC đi Thì cái mức đầu tiên chúng ta trung bình giá là bao nhiêu Đó chính là vào ngày 4 tháng 4 năm 2022 các bạn và lúc đó giá BTC là 46.622 đó là lần đầu tiên cho trung bình giá tới bây giờ và đương nhiên so với cái mức 46.000 thì giá BTC bây giờ đang rất là thấp nhưng mà chúng ta thấy được là cái account này âm 12%. Đương nhiên không ai muốn là không âm hết nhưng mà cái thông muốn chia sẻ của bạn đây là chúng ta chỉ mới trung bình giá à, từ thời gian tháng 4 tới bây giờ mà thôi và bây giờ là cái thời gian mà giá thấp mà chúng ta âm 12% thì khi mà giá tăng trở lại đó thì cái sự khác biệt là chúng ta cũng không cần phải đợi tới giá trở lại cái mức là 48.000 đô để các bạn có lời. Các bạn sẽ có lời ở cái mức sớm hơn Cho nên nhiều bạn hỏi Thuận là tại sao Thuận lại lựa chọn trung bình giá khi mà giá đi xuống mà không đợi tới lúc mà uptrend rồi mới trung bình giá Sự thật đó thì uh các bạn trung bình giá tốt nhất là trong thời điểm mà giá đi xuống tại vì các bạn muốn mua ở những cái mức giá thấp chờ đợi khi mà cái mức giá tăng cho lên để các bạn có lợi nhuận nếu như mà các bạn lấy máy tính ra, ra các bạn không cần phải tinh thuận các bạn có thể tự tính nếu như các bạn lấy máy tính ra và các bạn uh, tính là nếu như mà mình trung bình giá năm 2018 19 rồi chốt lời năm 2021 thì sẽ có lợi hơn hay là các bạn trung bình giá lúc mà giá cả tăng trưởng năm 2020 năm 2021 rồi các bạn chốt lời cuối năm đó ở cái đỉnh cao thì cái nào có lợi hơn các bạn sẽ có câu trả lời và tôi nghĩ các bạn sẽ nhanh chóng hiểu được là tại sao chung mình giá khi giá xuống là cái sự lựa chọn tốt nhất cho dca và đương nhiên uh, dca ngoài việc các bạn phải đảm bảo một cái uh, nguồn tiền để tiếp tục chung mình giá các bạn cần phải lựa chọn đúng cái uh, mảng đầu tư để mà dca nếu các bạn chọn sai thì uh, không những là dca các bạn lựa chọn bất cứ một chiến lược nào nếu các bạn chọn sai tài sản thì các bạn vẫn sẽ thua lỗ mà thôi đó là cái điểm thứ nhì quan trọng nhiều bạn đã cảm thấy được DCA thì có thể là có hiệu quả nhưng mà chờ đợi quá lâu và cái sự lợi nhuận nó có thể là không có cao. Các bạn có thể là trade thì có thể lợi nhuận cái phần trăm cao hơn rất là nhiều. Điều đó cũng là đúng các bạn nhưng mà sự khác biệt ở đây là cái số tiền là bao nhiêu. Khi mà các bạn tích lũy theo ngày tháng thì các bạn sẽ có thể tích lũy được một cái số lượng tiền có thể là nhiều hơn so với nếu như các bạn chỉ trade có thể là các bạn có thể tích lũy được giá sử như 100.000 đô đi thì 100.000 đô đó các bạn đã tích lũy chung mình giá trong một thời gian dài rồi thì khi mà giá tăng thì dù là cái phần trăm tăng trưởng có thể là không cao bằng à, những người mà họ có thể là 2x, 3x, 5x trong thời gian ngắn nhưng mà cái số tiền là rất là nhiều cho nên cái mà quan trọng hơn là cái số tiền các bạn có thể có được nó sẽ nhiều hơn thay vì các bạn lấy 100.000 đô nếu như mà thôi nói các bạn là lấy 100.000 đô để để bạn trade thì có thể là các bạn sẽ nghĩ là không phân bổ ra để trade chỉ trade 100.000 đô mà vốn chỉ 100.000 đô thì quá nguy hiểm trong khi trung bình giá thì các bạn tích lũy theo thời gian đó là cái sự khác biệt các bạn thường thường hay đưa một cái ví dụ là nó giống như là một chiếc xe hơi và một cái chiếc xe tải tám bánh gì các bạn khi mà mới bắt đầu thì đương nhiên xe tải tám bánh nó sẽ chậm hơn là xe hơi nhưng mà khi mà tới một mức nào đó rồi đó tới cái tốc độ cho phép trên xa lộ thì cả hai chiếc đều chạy cùng một tốc độ các bạn nhưng mà sự khác biệt là giả sử như trước mặt các bạn là một bức tường thì sẽ hơi có thể là sẽ không qua được bức tường đó mà cái xe tám bánh trọng lượng nặng hơn có thể qua được bức tường đó đó chính là trung bình giá đó là một số những cái tâm sự tôi muốn chia sẻ với các bạn liên quan đến trung bình giá và đương nhiên bản thân thuận thì cũng tương tự như là những gì thường chia sẻ với các bạn vẫn tiếp tục trung bình giá và đương nhiên thường cũng không có cần phải à, chờ đợi giá trở lại cái mức cũ để có lời Thực ra như bạn có biết là năm ngoái à, Thuận chốt lời tuy nhiều lần Nhưng mà Thuận chốt một phần lời mà thôi vẫn giữ một phần Và đương nhiên cái phần đó vẫn còn có lời hiện tại Thường sẽ không nói tới phần đó, thường chỉ nói tới những gì mà thường tích lũy từ năm ngoái tới bây giờ mà thôi. Thì cái phần mà thường tích lũy từ năm ngoái tới bây giờ đó cũng không cần phải chờ đợi tới lúc mà giá trở lại 50.000, 60.000 mới có lời Thật ra giá chỉ cần tăng lên một chút nữa thôi thì thường cũng đã có lời rồi. Đó là điều mà thường muốn chia sẻ với các bạn. Khi mà thường nghĩ đến cái chiến lược đầu tư lâu dài đó các bạn, trung bình giá, lựa chọn tài sản trong một cái mảng nào đó thì nó không có dễ đâu các bạn các bạn thì được là chúng ta có thể tìm hiểu nhưng mà cuối cùng các bạn vẫn có thể lựa chọn sai nhưng mà thuận thì nghĩ đến nếu chúng ta có cái lòng tin là thị trường crypto nó cũng tựa tựa như là internet có nghĩa là chúng ta thấy thị trường sẽ ngày càng trưởng thành hơn chúng ta sẽ càng ngày có những cái dự án những công ty lớn ngày càng phát triển trong thị trường này thì thường có suy nghĩ như thế này. Nếu chúng ta nhìn vào cái danh sách các bạn đang xem trên màn hình đó, đây là danh sách của những công ty mà đã thống trị thị trường internet. Và chúng ta nhìn vào bảng xếp hạng từ năm 98 tới bây giờ. Đây là cái bài được chia sẻ vào tháng 1 của năm 2022, cái đầu một năm. Nhưng mà chúng ta vẫn có thể sử dụng tài liệu này. Thì năm 98 các bạn thấy chúng ta có những công ty lớn gì? Chúng ta có AOL, Yahoo, GeoCities, MSN, Netscape. XCI, Lycos, Microsoft và các bạn thấy là bên dưới này chúng ta có Zoom. Zoom bây giờ thì vẫn đang được tiếp tục phát triển bởi công ty PayPal. Nhưng mà chúng ta có Amazon bên dưới này. Nhưng mà theo thời gian đó thì các bạn thấy được là có công ty ở lại, có công ty rời khỏi cái top 10 này, có công ty phá sản luôn. Nhưng mà tới năm 2003 đó thì các bạn thấy chúng ta đã bắt đầu có sự xuất hiện của eBay, Google, Amazon cùng với lại Yahoo thì vẫn còn ở lại. MSN cũng như vậy, nhưng mà một số công ty còn lại đã rời khỏi cái thấp 10 này và những công ty khác thì lại đi vào. Và năm 2008 thì lại tiếp tục khác nữa, nhưng mà chúng ta vẫn có những công ty lớn ở lại giống như là Google, chúng ta có Microsoft, chúng ta có Amazon vẫn lại trong cái thấp 10 này, chúng ta có eBay. Rồi chúng ta tới năm 2013, các bạn thấy chúng ta vẫn còn uh, Google, chúng ta có Yahoo, Microsoft, chúng ta có sự xuất hiện của Facebook, rồi AOL, Amazon cũng tiếp tục ở lại và 2018 và tới, tới bây giờ các bạn cũng đã thấy trên màn hình. Thì cái muốn chia sẻ ở đây đó là nếu như mà chúng ta trở lên năm 1998 Các bạn nhìn vào những công ty lớn này Thì các bạn làm sao biết được là 20 năm sau, 30 năm sau công ty nào sẽ thực sự là thành công Khi chúng ta nhìn vào một loạt những danh sách của những công ty lớn của Internet thời điểm đó Rất là khó các bạn các bạn nhìn vào AOL, các bạn nghĩ là AOL sau này sẽ rất là lớn Nhưng mà cuối cùng các bạn thấy AOL đã bây giờ đã không còn trong danh sách nữa Mà đã một thời đứng hạn top rồi các bạn Thì cho dù là các bạn rất có lòng tin vào tương lai của Internet Nhưng mà các bạn cũng rất khó lựa chọn đầu tư vào riêng lẻ một công ty nào Cho nên cái mà thường quan tâm hơn là phân bổ vốn các bạn Phân bổ vốn rất là quan trọng Nếu như các bạn tin tưởng vào Internet lúc đó Giả sử như là các bạn đầu tư vào top 10 đi Thì đương nhiên lúc mà các bạn đầu tư vào top 10 Thì có một số công ty sẽ thành công, một số công ty sẽ thất bại và khi các bạn đầu tư vào cái top 10 đó thì giả sử như lúc đó là chúng ta đầu tư phân bổ vốn hóa theo cái vốn hóa của thị trường. Giống như là EOL là công ty có vốn hóa lớn thì cái phần trăm thường đầu tư vào EOL nó sẽ nhiều hơn là khi mà thường nhìn vào công ty Infosys. Và đương nhiên à, nếu như mà chúng ta theo từng năm tháng 1 khi mà cái top 10 này thay đổi giống như là mỗi năm đó thì chúng ta có thể là điều chỉnh lại và khi mà chúng ta tới năm 2003 đi thì lúc đó chúng ta đã bắt đầu lưu trữ Amazon Google mặc dù là có một số những công ty à, mà chúng ta đã từng đầu tư trước đây đó đã rồi thấp 10 rồi thì chúng ta cũng cần phải điều chỉnh lại và bắt đầu đầu tư vào những thấp 10 hiện tại và nếu các bạn cứ tiếp tục như vậy đó thì cho đến năm 2008 Các bạn đã bắt đầu lưu trữ Google một thời gian rồi Chúng ta đã bắt đầu lưu trữ Amazon cũng một thời gian luôn rồi từ năm 2003 Các bạn thấy được là Microsoft các bạn cũng đã bắt đầu lưu trữ Và cứ tới ngay thời điểm bây giờ thì các bạn đã bắt đầu đã lưu trữ Google từ năm 2003 Các bạn đã lưu trữ công ty Yahoo từ năm 1998 Facebook từ năm 2003 Chúng ta lưu trữ Amazon từ năm 2003 Vân vân, các bạn có hiểu ý tôi nói đây hay là không tại vì chúng ta sẽ điều chỉnh lại và cân bằng mỗi một năm như vậy thì tới một lúc nào đó đó các bạn thấy là thị trường ngày lại càng trưởng thành những công ty lớn họ sẽ từ từ hình thành và họ sẽ tiếp tục ở lại một thời gian dài và mang đến rất nhiều lợi nhuận cho dù là chúng ta có thể đầu tư vào những công ty họ có thể bị phá sản hay là họ có thể bị lội thổi cây thấp 10 nhưng mà các bạn chỉ đầu tư một phần vào những công ty đó mà thôi thì các bạn sẽ tiếp tục cân bằng và cân bằng và những công ty ở lại và hình thành trong thị trường internet sẽ mang đến lợi nhuận gấp nhiều lần cái mà các bạn bị lỗ, tại vì đầu tư vào những công ty mà họ có thể là bị thua lỗ hay là phá sản hay là đã không có hoạt động nữa vì một lý do nào đó, thì các bạn vẫn có thể có lời rất là nhiều. Các bạn có nghĩ là cổ phiếu của Amazon từ năm 2003 cho đến năm 2022 hay là năm 2021 khi mà chúng ta thấy là giá đạt đỉnh á, thì lúc năm 2021 tính từ giá các bạn mua năm 2003 các bạn thấy thấy lời như thế nào? Chỉ một công ty đó thôi có thể cho các bạn lợi nhuận các bạn cần thiết rồi. chứ đừng nói tới các bạn có thể là tiếp tục lưu trữ Google. Một Thời gian dài như vậy Đây là cái cách mà thường suy nghĩ Khi mà chúng ta nhìn vào Rất là nhiều những cái đồng crypto Trên thị trường Cho nên các bạn thấy được là Khi thường chia sẻ cái vốn hóa Phân bổ trong thị trường này Thì các bạn thấy là phần lớn Thường lưu trữ những cái đồng thớp Và cái phần trăm đó cũng dựa theo Cái phần trăm vốn hóa trên thị trường Đương nhiên các bạn cũng cần phải có Một cái lòng tin Thường có lòng tin vào thị trường này Phát triển dài hạn Thường có lòng tin vào BTC, Ethereum chứ các bạn cũng không thể nào mà cứ nhắm mắt đầu tư nhị được nhưng mà nếu các bạn đã có lòng tin rồi thì đây cũng là một cách mà tôi đang sử dụng hiện tại đương nhiên tôi chỉ muốn chia sẻ kinh nghiệm mà thôi tôi không thể đưa ra lời khuyên cho các bạn mỗi người thì điều mỗi khác tư duy khác nhau vì thế khác nhau cho nên không thể nào mà ai cũng giống ai được Yeah, I'm like an addict, dude. I gotta have it. I ain't even playing. Got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. fuse like a magnet. Lose won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing. got